Phòng ngủ thông minh của Gen Z trông như thế nào nhỉ? Bạn có phải là một Gen Z không? Từ trần nhà cạnh cửa sổ xuống 50cm bớt một ổ cắm, sao có thể lắp rèm cửa tự động thông minh? Điều hòa lắp đặt để được mỹ quan không lộ dây điện đường ống thì trước đó cần định vị trước ổ cắm nguồn và đường ống dấu phía sau điều hòa. Nhất định cần bớt lại một mặt tường trắng chống để phông nền máy chiếu. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể xem phim như ở rạp ngay tại nhà. Chân giường lắp đèn cảm ứng, thức dậy buổi tối không lo va vấp, không lo bật đèn chói mắt. Nhà vệ sinh lắp đèn cảm ứng và máy cảm ứng ở cửa, ra vào đèn tự động bật tắt. Tủ quần áo bớt một ô cắm mạng lắp modem wifi. Mạng lướt cực êm mà lại giấu chi tiết tinh tế. Tủ quần áo lắp thêm đèn cảm ứng tự động sáng khi mở cửa tủ. Dải đèn phòng và đèn chiếu tùy theo nhu cầu chọn sắc ấm hay lạnh.